Nhưng mà tao đang muốn hỏi là chúng mày sai đền tiền này chúng mày đền bao nhiêu? Chị Nhung bảo là phạt lỗi này 500 ạ. Lỗi này có 500 thôi á? Chúng mày bị phạt có 500 mà danh dự của tao nó như thế nào? Chúng mày nhìn rõ cái đơn đấy không? Từ mùng 5 tháng 9 mày thấy có ai mua hàng? Từ mùng 5 tháng 9 đến hôm nay là 20 tháng 9. Cái đơn hàng đấy được chốt từ trước tháng 9. Đúng chưa? Đơn hàng đấy cái túi đấy hết hàng. Cái túi đấy tao đăng vào ngày 17 tháng 8. Tao đã chốt và đã phải chờ khách đến tận là hôm khách chốt, chốt cho tao là người chốt khách đấy là 22, 23 tháng 8. Khách chuyển khoản hết tiền, báo hết. Xong phải chờ hết lễ. Túi về xong bị nhầm túi. Phải chờ tiếp thêm một tuần. Và bây giờ đã là 20 tháng 9, mày thấy có ai đi mua hàng như thế không Sữa hả Phương? Chúng mày sẽ chỉ luôn. Và chúng mày bị câm, Phương hiểu không? Chúng mày bị câm. Bị câm. Trong câu chuyện là khi mà chúng mày không ship cho khách, chúng mày bị câm cả lũ. Chúng mày đền 500.000. Đấy, chúng mày thấy tao phải mất bao nhiêu công sức. Có nghĩa chúng mày bị đền có 500.000 cái túi. Nhưng nếu như khách đấy người ta không nhận nữa, người ta không chấp nhận mua nữa, là việc thứ nhất là người ta sẽ đòi lại tiền. Đúng chưa? Việc thứ hai là người ta sẽ không bao giờ mua hàng của tao nữa. Cái thiệt hại đấy là bao nhiêu tiền mày có biết không? Tao mất công mất... Vì nó ở Bình Định ship em có ấy đâu. Tao mất công á, để tao lựa chọn được khách hàng. Khách mua lần đầu mà chuyển khoản hết tiền là chúng mày biết rồi. Làm gì ở đâu bán hàng bây giờ chuyển khoản hết tiền hàng mấy triệu bạc. Chúng mày chỉ luôn luôn cái câu là sai phạm đền tiền, phạt vài trăm nghìn. Nhưng mà tao mất cái người khách đấy là tao mất luôn bát cơm. Và chúng mày luôn để chế độ câm lặng. Tao dục đơn đấy ít nhất là 4 lần. Tao dục đơn đấy ít nhất là 4 lần. Đúng chưa? Và tao gửi vào đơn chúng mày cũng không bao giờ trả lời tao. Thế là chúng mày đang làm việc kiểu gì? Nếu mày đi mua hàng như thế mày có mua không hả Phương? Nếu mày đặt mày là cái người đi mua hàng trên mạng, ship code mà mày chờ một tuần mày đã không buồn mua rồi, chứ đừng nói là tiền. Cái người khách đấy ấy, mà người ta bóc phốt tao trên mạng thì chúng mày sẽ thấy thế nào? Tao chưa đủ phốt hay sao? Dạ vâng. Chúng mày dạ vâng, nhưng chuyện này rất nhiều lần rồi Phương. Ngày lương chúng mày tao không phải tao nợ luôn. Chưa được nợ lương chúng mày luôn. Chưa được chậm lương chúng mày ngày nào luôn. Bán nhanh, bán chậm, bán nhiều, bán ít là tao chưa được nợ lương chúng mày, bất kỳ một đứa nào. Nhưng chúng mày làm như vậy là chúng mày hại tao đấy Phương ạ. Sức chịu đựng của tao nó cũng có giới hạn thôi. Để em bảo lại chúng nó. Chúng mày không phải là vì tao quản lý trực tiếp chúng mày thì chúng mày đéo thở được đâu. Nhưng mà tao cũng không sai với chúng mày cái gì cả. Cái việc của chúng mày đôn đơn là tao đã vào nhóm đôn đơn là phải trả lời cho tao biết lý do vì sao người ta không nhận được. Là sai số điện thoại hay là gọi điện người ta không nghe máy. Cái đơn đó đã bấm. Nếu chưa hoàn thành thì phải tự biết kiểm tra vì sao nó không hoàn thành. Nếu khách đó là từ tao chốt thì phải báo cho tao biết. Đằng này khách ở trong Facebook mà chúng mày cũng không vào trả lời luôn. Thế cái cục hàng của chị Tú Quất gửi ngược về. Tối hôm kia chúng mày đã khui ra chưa để gửi lại hàng cho người ta chưa? Có hàng đấy bây giờ đang nhắn cho chị Tú là để xin số tặng hoặc chị đổi sang sản phẩm khác chứ không có đếch xa hơn đâu. Để nhắn nào chị Nhung xem có về cấp không mà xưa thấy hàng về. Thay vì mình nhắn tin thì mình gọi mẹ một điện thoại đi. Vâng, để em gọi. Chúng mày làm việc ở cái góc độ như thế ấy, thì chúng mày luôn luôn là mất khách của tao. Những cái việc cần gấp là việc xử lý những khách quen. Chị đấy một tháng mua hàng bao nhiêu đơn hàng, mua bao nhiêu năm trời. Những cái khách quan trọng mà người ta đã gửi lại hàng cho mình là mình phải xử lý đầu tiên. Chứ không phải là xử lý những cái đơn hàng đang inbox chờ mình trả lời. Phải trả lời những tin nhắn tiền đã trả rồi và đã chốt rồi. Còn khách người ta nhắn tin mình chưa trả lời được thì mình sẽ xin lỗi để trả lời sau. Còn đây là tiền đã vào túi mình rồi, hàng của mình rồi, là mình phải có trách nhiệm. Chúng mày phải tập cái thói quen làm việc có trách nhiệm với đồng tiền người ta trả cho mình đi chứ. Cũng giống như tao có trách nhiệm với việc chúng mày đi làm cho tao. Hàng không về hay là tao không bán được hàng, hay là tao chờ đơn hàng. Có những mã hàng tao chờ cả tháng không về đến nơi. Tao không có nợ lương chúng mày đâu. Để em gọi cho chị luôn. Chúng mày làm hoài ấy, giết tao không chịu được nổi luôn ấy. Chứ chúng mày đi làm những chỗ khác người ta khoán doanh số là chúng mày, chắc chúng mày cắt cổ chúng mày chết đấy. Ở đây là không khoán doanh số mà chúng mày còn làm việc như vậy. Mà có phải chúng mày mới làm việc đâu Phương. Chúng mày làm việc mấy năm trời rồi mà. Thế là nếu như mà tao không là người bắt được cái tin nhắn đấy thì là tao mất cái khách đấy à? Hay như thế nào? Nếu như tao không phải là người chịu khó chăm chỉ ngồi đọc những inbox của khách, những phản hồi của khách, thế là khách dỗi kết quả hoàn tiền, thế chúng mày lập tức đẩy vào nhóm hoàn tiền cho khách, thế là tao mất khách, tao vừa mất khách tao vừa mất tiền. Trong khi là tiền người ta chuyển vào mình rồi, hàng thì mình có trong kho. Người ta đã chấp nhận chờ mười mấy ngày, đẩy cái túi về. Hiển nhiên những cái đơn hàng nợ là chúng mày phải cực kỳ tập trung. Đơn nợ mà lại còn nợ tiền chuyển rồi. Người ta phải tập trung gấp 200 lần công lực với một cái đơn là đang tin nhắn chờ. Người ta đang tin nhắn chờ có nghĩa là mình chưa trả lời người ta thì người ta hoàn toàn khả năng người ta check móc mình, nó chỉ 30%, nhưng người ta đã chuyển tiền, người ta chờ đợi mình mười mấy ngày là người ta hoàn toàn có quyền xé lồn chúng mày lên. Chúng mày chỉ có mỗi cái việc mà bấm đơn nhặt đơn thôi, chỉ có bấm đơn và gói hàng thôi, chúng mày cũng không làm được. Chốt đơn tư vấn tao cũng đã làm rồi, túi tắm tao cũng tư vấn cho khách rất là kỹ lưỡng rồi, hình ảnh hàng hóa tao cũng chụp kỹ lưỡng rồi, auto shipping tất cả mọi những cái câu hỏi của những cái hàng hóa là đã có sẵn câu trả lời rồi. Chúng mày còn làm không ra gì, có mỗi cái việc này thôi chúng mày còn không làm được thì chúng mày đi làm ở những chỗ mà người ta đòi hỏi chúng mày phải vận động cái trí não chúng mày làm sao thuyết phục khách hàng để mua được cái đơn hàng này thì chúng mày làm kiểu gì? Tao chưa thấy chúng mày xử lý những cái đơn tao hỏi. Tao mà đã phải hỏi đơn nào mà nhắn riêng cho mày, chắc chắn là đơn đấy nó có vấn đề. Những cái đơn mà chỉ người ta chỉ hỏi đơn một lần tao sẽ không bao giờ gửi riêng cho mày. Nhưng những cái đơn mà đã phải gửi 5 lần 7 lượt mà tao phải gửi cho mày là người ta đã phải hỏi 3 đến 4 lần rồi. Tiền của ai bây giờ cũng quý. Lấy cái ra chưa? Thôi chúng mày xử lý đi. Rồi để tao gặp con Nhung tao phải nói chuyện lại với chúng mày. Chứ chúng mày làm việc thế này tao cảm thấy rất là xì chết. Tao không gây áp lực của chúng mày thôi, nhưng chúng mày gây áp lực cho tao quá. Riêng cái túi yếu sinh lý màu đen đấy là cái túi mà nó rất là căng thẳng, vì lượng mua người ta chờ đợi cái túi đấy rất là nhiều. Là một cái người đi làm việc lâu năm ấy, như mày ấy, là đã phải biết cái túi nào là cái túi bị chờ mười mấy ngày. Thì việc đầu tiên khi mà mình có muốn người ta sử dụng và trân trọng mình lâu hay không chính là việc cách mình làm việc làm sao tập trung đúng cái lượng nhóm hàng mà khách đã phải chờ mười mấy ngày. Chúng mày không sốt ruột nhưng tao sốt ruột lắm. Khách người ta nhắn tin hỏi tao sốt ruột lắm. Tao đôn ngược đôn xuôi từ mối hàng, từ nhập hàng, từ kiểm kho chúng mày. Tao đôn ngược đôn xuôi. Cái ngày cái túi đấy về tao đã gọi cho mày. Tao nói là có cái đơn quận 2 gửi liền đấy nha. Tao gọi cho mày đơn đó luôn đó Phương. Tao gọi cho mày luôn đó. Tao nói là trong cái nhóm khách đấy có 2 người, một đứa ở Tham City Hà Nội và một cái đơn quận 2. Chúng mày kiểm trước 2 cái túi kỹ càng rồi gửi trước đi. Bởi vì 2 người đó người ta cần rất là gấp. Để chờ mười mấy ngày rồi mày cũng ok và cũng để xảy ra chuyện như thế này. Mày nhìn lại cái lượng tin nhắn người ta nhắn cho tao đi. Tao trả lời người ta như thế nào? Cái túi về đến Sài Gòn chính là ngày 11 tháng 9. Hôm nay là ngày 20 tháng 9. Là đã 9 ngày trôi qua mà mày không gửi đơn hàng đấy. Và chúng mày chỉ nói đúng một tao câu chúng mày sót đơn. Để tháng nào tao bảo có Nhung sót thử tiền lương chúng mày nhé. Tháng nào tao thử khóa sạch Tiền tao không trả chúng mày, tao thử sóc chúng mày khoảng 10 ngày thôi, bị phạt vài đồng thôi. Nhưng nó không cứu được lòng tin của khách hàng dành cho tao. Vài trăm nghìn tiền phạt của chúng mày, 500 nghìn là cao nhất rồi. Còn bình thường con Nhung phạt chúng mày có mấy chục à? Lỗi một mấy chục, lỗi hai mấy chục, lỗi ba mấy chục. Nhưng mà tao mất một người khách như này, thế là tao mất luôn. Tao nói thật, chả qua cái người khách đấy rất là nể tao. Vì là bạn bè muốn ủng hộ nhau lần đầu, người ta không buồn lấy lại số tiền đấy, người ta không muốn nói. Chứ còn tao hứa luôn là cái người khách đấy sẽ không còn mua lại lần hai. Tao chắc chắn với mày luôn. Với cách làm việc như vậy là không bao giờ người đấy mua lại lần hai. Cái người khách đấy là bạn của tao, tao chơi ngoài đời đấy, là bạn thật đấy, là chơi đến chục năm rồi đấy. Nhưng mà tao chắc chắn là nó sẽ rất tế nhị, nó sẽ vẫn nhận đơn hàng này nhưng không bao giờ mua lại đơn thứ hai. Và đấy là thiệt hại về việc mất khách hàng. Trong khi việc có được khách hàng đấy không phải ở việc của chúng mày làm sao để lôi được khách hàng đấy về, mà toàn bộ là công sức của tao. Từ live stream, từ làm hình ảnh, từ quay chụp hàng hóa, viết caption, status, tất cả mọi thứ đều là tao tự làm. Chúng mày chưa cần phải nỗ lực bất kỳ điều gì để lôi khách về cho mình. Đấy là cái điều chắc chắn. Chứ những chỗ khác người ta còn khoán chúng mày viết status, caption cơ, để làm sao mà nó ra được cái gọi là đơn hàng. Một ngày chúng mày phải kiếm được bao nhiêu like, comment và tương tác đơn hàng. Tất cả những chỗ khác đều làm như vậy đấy. Chứ mà như nhà tao làm cái kiểu là chúng mày chỉ việc ai inbox chúng mày trả lời, chốt đơn. Chốt được thì chốt, không chốt được thì thôi. Chỗ khác là phải có tỷ lệ chốt đơn là bao nhiêu. Cơm vào đến tận mồm rồi còn rơi ra, mất luôn người khách. Quá mệt. Thôi chúng mày làm thì chúng mày làm đi. Mấy bác cứ bảo em khó. Em có khó không? Nếu các bạn đi mua hàng, em nói thật, các bạn đi mua hàng một nơi như kiểu nhà em, tiền hàng chuyển khoản hết, đợi hàng mười mấy ngày mới về, xong rồi hàng về chúng nó không gửi, thì hiển nhiên các bác chẳng phải chỉ chửi nhân viên, chửi đúng con chủ là em. Các bác hiểu vấn đề của em không? Không phải tự dưng mình muốn chửi chúng nó đâu. Nhưng mà các bác cứ nghĩ em xem, các bác gặp một cái đứa mà bán hàng dữ như em, xong là các bác chờ hàng mòn mỏi, đúng không? Chờ hàng mòn mỏi xong rồi là các bác chờ mòn mỏi. Sau đó là các bác không nhận được hàng, các bác không dám nói nhiều, nói sợ con chủ nó chửi, đúng không ạ? Đòi lại tiền sợ con chủ nó chửi. Nhưng thực tế tất cả lỗi đều là lỗi của em. Vì là em quản lý nhân viên không được. Mà trong nội tình thì không phải là không được, em đã giục chúng nó 5-6 lần, nốt 5-6 lần rồi. Em không, em làm chủ, em vừa live stream, em vừa chụp hình hàng, em vừa viết caption, em vừa post bài theo lịch. Nói chung là muốn kiếm được tiền phải vất vả thôi các chị. Nhưng là thời điểm này cái sức mua của mọi người cũng phải tiết kiệm, bởi vì là tiền bạc rất khó khăn. Thì hiển nhiên cái việc của em là em phải kham nhiều việc cùng một lúc để mình giảm tải cái việc mà thuê nhân viên. Tuy nhiên cái công việc mà khi nhân viên nó đem lại những cái gọi là những cái thiệt hại cho mình ấy, nó nằm ở cái vấn đề là chỉ có mình biết, vì chúng nó biết thì nó ức chế lắm mọi người. Nên mọi người cứ bảo rằng là em khó. Em nói thật các chị đấy, các chị nghe chúng nói đấy, mùng 5 tháng 9 là ngày phải trả đơn. Vì là ngày 20 tháng 9 khách đặt chuyển khoản, ngày 22 khách chuyển khoản, nhưng mà vì đến ngày 23 bấm đơn thì mới biết là hết hàng ở trong kho. Cái túi đấy nó hot quá, nên rằng là phải chờ đặt. Thì nó lại dính đến việc là em phải đặt từ bên Trung Quốc, đặt xưởng sản xuất mất một tuần, thì chuyển về mất một ngày từ cửa khẩu về một ngày Hà Nội, thì phải mất 2 ngày vận chuyển Sài Gòn nhập kho, kiểm soát hàng một ngày là 3 ngày, tương đương với việc là mất chục ngày. Nhưng mà về chục ngày về thì hóa ra bên Trung Quốc nó đóng nhầm mã cho em. Em lại phải bắt ngược lại hàng, và bọn kia báo lại chúng mày gửi ngược tiếp là mất thêm 4 ngày. Nên rằng là cái đơn hàng, cái túi yếu sinh lý rất là đẹp, rất là cháy hàng. Nên là cái việc mà để xảy ra sự chậm trễ với khách hàng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà cái vấn đề là sự chịu đựng của em ấy nó cũng có giới hạn mọi người. Mọi người nghĩ đi, em đi mua hàng mà chờ lâu thế thế mày trả lại tao tiền, khỏi đeo. Nhưng mà đấy, nhân viên trả lời là em sót đơn chị, em bấm rồi nhưng sót đơn. Đấy. Đây mình nói là nhân viên nó không làm cho mình. Nó không làm cho mình thì nó làm chỗ khác. Nhưng mà mình làm chủ, mình mất khách này thì mình sẽ mất luôn. Nên là một lời nhắn nhủ đến những bạn đi làm công ấy. Mình đi làm công ấy, mình nếu như mình chỉ luôn nghĩ ở tư duy là mình không làm cho Trang, không làm cho Dương, không làm cho Hoa, không làm công ty này, ta làm công ty khác thôi, và không có chí tiến thủ, không có sự cố gắng, không có một cái sự gọi là tập trung, không có sự rút kinh nghiệm, không bao giờ mọi người khá lên được. Mãi mãi mọi người chỉ đi làm công thôi, và không thể cân nhắc ở những cái vị trí cao hơn hay mức lương cao hơn được. Mấy đứa nhân viên mà em gọi điện là toàn ở cái vị trí như từng làm quản lý, là chúng nó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng với em rồi. Những cái việc xử lý đơn hàng của nó là rất nhiều mỗi ngày rồi, mà còn để xảy ra sai phạm. Nên các bác mà bảo đừng nói là vì sao mà suốt ngày em la lối. Thật sự các bác thông cảm, thương em. Em uất lắm rồi đấy. Uất xì chết luôn, xì chết bạc tóc luôn. Đi nhuộm lại tóc, về nhà cất xe lấy cái xe máy đi nhuộm tóc mới được. Tóc tai này toang.